Dạo này chị có thấy da dẻ em xuống sắc không chị? Mụn phải là em đính kim cương tùm lum trên mặt em luôn. Này lúc này bộ yêu nhiều lắm hay sao mà thấy coi bộ có kim cương điểm xuyến rồi đó Điểm nha. xuyến đầy đủ luôn chị. Dạ, nhưng mà tại vì của em á là không có gì hết, em buồn em mới ăn uống, nó không ăn uống nó quên buồn đó chị, cho nên nhiều khi là nó ảnh hưởng rất là nhiều trong cái bộ phận bên trong cơ thể của Vậy mình. thì gì yêu nhiều yếu, ôm nhiều ốm thì chắc là buồn nhiều nói mụn hả? Tại vì buồn thì em ăn nhiều chị, ăn uống rồi là không có điều độ, coi như là tìm đến những cái mà nó giải sầu, ví dụ như mượn rượu giải sầu chẳng hạn. Nhưng mà mụn nổi lên rồi sầu còn hơn nữa. Càng sầu hơn chị, đúng thì càng ngày càng sầu hơn nữa. Nhưng mà em nghĩ là khi mà em lên bị như vậy đó thì một trong những cái mà nhiều quý vị nghĩ là bên cạnh đó là giống như anh chị em mình làm về cái nghệ thuật này thì không thể nào thiếu được những cái mà giống như là có một cái lớp đánh nhẹ 8 lớp lên mặt vậy đó. Nhẹ gì mà tới 8 lớp À, tại vì cái mặt em phải đánh nhẹ 8 lớp lên để mà nó che bớt đi giữa cái kia thì nó sẽ là bị khích những cái lỗ chân lông trong cái trên khuôn mặt của mình. Thì mình cứ nghĩ là đó là một trong những cái làm cho mình bị nổi mụn hay là bị những cái về vấn đề về da, nhưng mà mình lại quên mất một cái chính là từ bên trong cơ thể mình khi mà mình bị nóng đó thì một trong những cái bộ phận ảnh hưởng nhiều nhất mà là ảnh hưởng đến làn da cũng như là ảnh hưởng tới cái cơ thể của mình chính là thận và gan. Đúng vậy, đúng Dạ, vậy. em đã có chia sẻ với quý vị nhưng mà tại vì em chưa chia sẻ với chị là có một thời Sao gian nè? cái men gan nó bị cao, Ồ, vậy mà hả? cái tỷ lệ men gan cao của em nó cao đến nỗi là 80% có thể tử vong bất cứ lúc nào luôn, Trời ơi. tức là nó bị cao đến như vậy luôn đó chị. Wow. Thì tại vì mình không có để ý mà lúc đó tự nhiên em thấy người mình rất là mệt mỏi mà mình bị giống như là mọ nổi những cái làn da của mình nó nổi lên tùm lum, thì khi đó thì mới về nhà bác sĩ mới nói là cần phải uống nhiều nước cũng như là điều độ là cái chế độ ăn uống. Bác sĩ nói là trời ban cho mình một cái là cái lá gan như là một cái filter lọc trong cơ thể, tức là khi mà mình bị cái gì đó thì cái cơ thể không được khỏe đó thì cái lá gan sẽ là cái nơi ảnh hưởng đầu tiên nhiều nhất, nhưng mà được một cái là cái lá gan của mình nó sẽ tự động hồi phục rất là nhanh đó, là Ok. cho nên nó khi đó mình chỉ cần là mình phải làm sao đó mà cho cái hệ thống cái lá gan của mình tự động hồi phục nhanh nhất có thể thì cơ thể mình sẽ trở lại bình thường không sao hết. Thì sản phẩm mà em sử dụng đó chính là nấm linh chi tại SBTN. Wow, Thì cái vậy sản phẩm là Sơn đã dùng qua sản phẩm dạ này rồi em sử rồi. dụng qua, thì khi mà em sử dụng qua đó thì em cảm thấy là cái mình cơ thể mình được bớt mệt mỏi, có thể ngủ ngon giấc hơn cũng như là những cái mụn hay là những cái nó hồi phục nhanh hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì nó cũng sẽ giúp cho giảm cholesterol trong cơ thể em nữa, tại vì em thấy vậy chứ em bị cholesterol cao đó chị. Thì cái sản phẩm nấm linh chi này sẽ là giúp cho lá gan của quý vị hồi phục rất là nhanh và giúp an thần ngủ ngon rất là tốt. Thì cái sản phẩm nấm linh chi này mỗi ngày quý vị một hộp như thế này, quý vị có 60 viên và mỗi ngày quý vị chỉ cần sử dụng 2 viên một ngày sau bữa ăn mà thôi. Thì nó sẽ giúp cho quý vị điều hòa lại được cái lá gan của mình. Thì với sản phẩm nấm linh chi dạng viên, ngày hôm nay khi quý vị mua 2 hộp nấm linh chi lớn, quý vị sẽ được tặng một hộp nhỏ 30 viên, là mua 2 hộp lớn tặng một hộp nhỏ 30 viên.